Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp về các tâm sở vô tham, vô sân và vô si. Khi mà chúng ta nghe cái danh từ vô tham á, mà chúng ta thấy như là một cái danh từ thường thôi. Nhưng kỳ thực vô tham tức là hạnh phúc. Cái bản chất của vô tham tức là hạnh phúc thật sự. Tại vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta bị một cái đối tượng của tham dục nó lôi cuốn, nó kéo đi, nó chiếm cứ cái tâm hồn ta hay là cái thân xác của ta, thì ta rất đau khổ. Ta không có cái sự bình an. Ta cựa quậy, ta vùng vẫy, ta khao khát, ta đi tìm tới cái đối tượng đó. Và trong cái trạng thái đó không có hạnh phúc. Cho nên buông bỏ cái đối tượng thì tự nhiên ta có sự bình an. Và hạnh phúc chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự bình an trong tâm hồn. Tất cả chúng ta, những người nào đã từng đau khổ, đều nhận thấy rằng hạnh phúc chỉ có thể có được khi mà có cái sự bình an, có cái sự an lạc. The happiness is based on peace. Nó không có cái sự bình an trong tâm và trong thân thì đố mà chúng ta có hạnh phúc. Mà khi mà chúng ta bị một cái đối tượng tham dục nó lôi kéo, nó trấn ngự, nó lay động, thì chúng ta không có cái bình an đó. Và không có bình an đó tất nhiên là không có hạnh phúc. Cho nên cái danh từ an lạc là rất đúng. Phải có an thì mới có lạc. Now, peace is the foundation of happiness. Vì vậy cho nên trong cái sự thực tập của đạo Bụt đó, làm thế nào để buông bỏ những đối tượng của tham dục là một cái sự hành trì rất lớn, rất quan trọng. Chúng ta có thể tham danh. Chúng ta có thể tham lợi. Chúng ta có thể tham sắc dục. Khi mà chúng ta bị những cái đối tượng như vậy nó lôi kéo thì chúng ta mất hết an lạc. Cho nên vô tham là một cái trạng thái tự do, là một trạng thái bình an, và nó là cơ bản của sự an lạc. Trong kinh Bụt hay đưa những cái ví dụ để cho chúng ta thấy rằng những cái đối tượng dục lạc kia nó làm cho ta khổ, nó làm cho ta thất vọng. Thường chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta nắm được cái đối tượng dục lạc đó thì chúng ta có hạnh phúc. Nhưng mà sự thực không phải như vậy. Bụt đem ra một số hình ảnh để ví dụ với dục lạc. Dục lạc là chướng ngại, dục lạc là một khúc xương trần. Khúc xương trần tức là một khúc xương mà không còn dính một tí thịt nào hết. Một con chó nó có gặm bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không có thỏa mãn được cái sự thèm khát của nó. Khi mà chúng ta quăng cho con chó một cái khúc xương trần
thì luôn luôn là nó chạy theo và nó gặm, nhưng mà càng gặm thì càng khổ, là tại vì không có thỏa mãn được cái gì hết. Mà trong khi đó thì nó không thể nào bỏ được cái khúc xương trần. Nó giống như là chúng ta khát nước mà chúng ta cứ ăn muối, càng ăn mặn thì càng khát nước. Hình ảnh thứ hai á là hình ảnh một miếng thịt sống. Một miếng thịt sống á, mà một con chim nó cắp được, nó bay lên, nó bay lên trời, nó tìm chỗ để nó ăn. Nhưng mà khi mà thấy con chim nó cắp miếng thịt sống nó bay như vậy thì một con chim lớn hơn sẽ bay theo để đoạt cái miếng thịt ở trong cái mỏ của con chim này. Và nếu con chim này có kinh nghiệm thì phải nhả cái miếng thịt sống đó cho con chim kia, nếu không con chim kia sẽ mổ con chim này chết để cướp lấy cái miếng thịt sống đó. Cái ví dụ thứ hai, dục lạc là miếng thịt sống. Mà chúng ta thấy điều này rất rõ khi mà chúng ta tìm danh, tìm lợi, thì có những người họ đi theo chúng ta để chiếm được cái danh, cái lợi đó. Mà nếu cần thì họ giết ta, họ làm cho ta điên đảo trong cái giới chính trị cũng như trong giới thương gia. Nếu quý vị có đọc truyện Kiếm Hiệp thì quý vị cũng thấy là khi mà nghe đồn có một cái kiếm phổ nào đó nổi tiếng ở một cái chỗ nào đó thì anh hùng hào kiệt bốn phương xô về để mà tìm cái kiếm phổ đó. Và trước khi chiếm được kiếm phổ thì phải giết tất cả những cái người cùng tới để chiếm kiếm phổ. Đó là miếng thịt sống. Bởi vì vậy cho nên bỏ cái kiếm phổ đó đi thì có sự an lạc. Chứ còn có một cái sự thèm khát kiếm phổ đó thì sẽ dấn thân vào trong cái tình trạng là mình phải giết hoặc là mình sẽ bị giết vì cái miếng thịt sống đó. Dục lạc là bó đuốc rơm cầm ngược gió. Khi mà chúng ta cầm một bó đuốc rơm ngược gió thì lửa sẽ làm cháy tay của chúng ta. Khi mà chúng ta đeo đuổi sự tìm kiếm, sự thỏa mãn một cái dục lạc thì chúng ta đang lâm vào tình trạng nguy hiểm của một người đang cầm một cái bó đuốc rơm đi trên một con đường ngược gió, thế nào cũng bị cháy tay. Dục lạc là hố thang hồng, một cái hố thang cháy hừng hực. Và hãy chúng ta thấy cái màu hấp dẫn của nó, chúng ta bước lên thì chúng ta sẽ sụp xuống đó và chúng ta sẽ thiêu thân chúng ta. Chúng ta nhìn xung quanh sẽ thấy tiền tài, sắc dục và danh vọng là những hố thang hồng. Và chúng ta bước vào đó thì chúng ta sẽ tàn xương, nát thịt. Dục lạc là con rắn độc. Đưa tay nắm con rắn độc thì con rắn độc sẽ quay trở lại và cắn chúng ta chết. Dục lạc là của vay mượn. Của vay mượn có nghĩa không phải là cái tài sản của chính mình. Mình lấy của người khác, mình vay của người khác, mình mượn của người khác. Và vì vậy cho nên luôn luôn mình bị nợ nần.
mình không có sự thanh thản, mình không có cái tự do. Giống như là mình mua credit vậy đó, là mình phải tháng này tháng khác phải lo làm thân trâu ngựa để mà trả cái nợ đó. Dục lạc là cây sai trái, cây sai trái tức là cái cây trĩu nặng những trái, và khi mà cái cây trĩu nặng những trái thì người ta sẽ đến, người ta hái, người ta bẻ, người ta leo, người ta làm cho tan tành cái cây sai trái, là cái cây sẽ bị tan tành bởi cái sự cướp giật, bởi cái sự khai thác của những người khác. Đó là những cái ví dụ mà Bụt đưa ra trong nhiều kinh, trong đó có kinh Người Bắt Rắn. Có chỗ Bụt là ví dụ dục lạc với một cái rừng gươm giáo, và mình rơi xuống đó thì bị những cái mũi gươm mũi giáo nó xóc vào thân thể. Cho nên theo cái tinh thần của giáo lý đạo Bụt á, sự thảnh thơi và sự an lạc mình chỉ có thể đạt được khi mà mình có cái tâm niệm gọi là vô tham. Chúng ta có danh từ tri túc rất hay, tri túc cũng là một danh từ của Bụt đưa ra. Tri túc nghĩa là biết, như vậy là đủ. Tri là biết, túc là đủ. Và bây giờ đây dịch ra cái danh từ mới của thời đại là simple living, tức là sống đơn giản mà mạnh khỏe. Người ta giàu nhưng mà không bao giờ người ta nghĩ rằng giàu như vậy là đủ. Bởi vì vậy cho nên người ta luôn luôn muốn được giàu thêm, và không bao giờ có được cái sự dừng lại, được cái sự an nghỉ, được cái sự thỏa mãn. Tại vì chúng ta biết rằng càng khát thì càng muốn, mà càng ăn ăn mặn thì nó lại càng khát. Dục vọng nó cũng như vậy. Không bao giờ người ta bằng lòng với cái tài sản của mình cả. Cái tài sản của mình luôn luôn mình nghĩ rằng nó còn nhỏ, và mình phải làm thế nào để tài sản đó nó lớn lớn lên. Cho nên tri túc á, tức là nhìn lại để thấy được rằng ta có tạm đủ những cái phương tiện để chúng ta có thể sống được mạnh khỏe. Và đối với một nhà tu ngày xưa trong giáo đoàn của đạo Bụt á, thì một cái bình bát và ba cái áo cà sa là đã đủ quá rồi. Nếu có muốn thêm thì thêm. Một cái lọc nước nữa. Tri túc nghĩa là nhìn lại và thấy được những cái điều kiện mình hiện có, những điều kiện vật chất mình hiện có là đã quá đầy đủ. Và mình bằng lòng với những điều kiện đó. Và đôi khi thấy nó có dư thì mình bỏ bớt, cho bớt. Đó là thực tập tri túc. Bây giờ đây thế giới tuy là không có được những cái người giác ngộ ở trên thế giới, trong đó phải kể những người trẻ, dầu là những người đó chưa được trực tiếp xúc tiếp với đạo Bụt, nhưng mà họ đã cũng có được cái tuệ giác về tri túc. Họ biết rằng sống đơn giản, sống một cuộc sống đơn giản thì có hạnh phúc, mà không có làm hại tới thiên nhiên, mà có được thì giờ và tâm lực để giúp cho những kẻ nghèo khổ. Ở Tây phương ta gặp hàng trăm ngàn người trẻ có cái tư tưởng như vậy. Họ nguyện sống cái đời đơn giản để có hạnh phúc và để có thì giờ để mà chơi, để có thì giờ để đi biển, đi núi, để có thì giờ
để mà lo cho những người thiếu thốn. Và Tây phương đang dân từ simple lifestyle, simple living. Thì cái tự giác đó nó đồng bản chất với tự giác vô tham của đạo Phật. Có người nói rằng muốn thành công, muốn có hạnh phúc thì phải có tiền trước. Có tiền mua tiên cũng được. Chúng ta nên xét lại cái quan điểm đó. Thậm chí có những người tu ở trong đạo Phật mà vẫn nghĩ rằng nếu không có tiền thì không có tu được. Nếu không có tiền thì làm sao làm được một cái cốc, làm sao để làm được một cái am, làm sao được làm được cái chùa, làm sao để mà tiếp dẫn người cư sĩ. Và nhất là những người đã từng sống ở trong cái hoàn cảnh nghèo đói của các nước Á Phi thì luôn luôn bị cái đầu bị chiếm cứ bởi cái ý niệm rằng là không có tiền thì mình không có làm được gì hết. Sự thực á, thì chúng ta nhìn quanh và chúng ta thấy rằng có những cái chùa khá đẹp, có lầu cát, có sơn son thép vàng, có đại hồng chung rất lớn, nhưng mà trong những cái chùa đó không có ai có hạnh phúc cả. Từ thầy trụ trì cho đến tăng thân, cho đến ban trị sự, nó có một cuộc đánh lộn thường xuyên vì danh vì lợi. Vì vậy cho nên chùa đó nó không khác một cái thùng rác. Và vì vậy cho nên đừng có tưởng là có tiền thì có thể làm được một cái trung tâm tu học, có thể xây dựng được hạnh phúc cho mình và cho người. Nói như vậy cũng có nghĩa là chúng ta nói rằng không có tiền cũng được. Tiền là một phương tiện, nhưng mà nếu chúng ta không có những cái khác á, nó căn bản hơn á, thì khi mà có tiền chúng ta rất đau khổ. Nhìn quanh trên thế giới thì chúng ta thấy rằng có những người triệu phú đau khổ cùng. Và trong số những người tự tử mà chúng ta đếm không biết bao nhiêu là người giàu. Cái vốn liếng của chúng ta để làm hạnh phúc, cái vốn liếng đầu tiên không phải là tiền, mà cái sự an lạc của chúng ta. Nếu chúng ta có sự an lạc, nếu chúng ta có hạnh phúc, nếu chúng ta có sự tươi mát, nếu chúng ta có từ bi, thì chúng ta có thể thực hiện được cái sự nghiệp lớn đồ sanh của chúng ta, dù chúng ta không có một đồng nào ở trong túi. Con người bị ám ảnh nói rằng nếu tôi không có tiền thì tôi nói không ai nghe cả, cho nên tôi phải có tiền người ta mới mới nghe. Cái quan niệm đó được diễn bày trong cái câu là còn bạc còn tiền còn đệ tử. Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Là nó biểu lộ cái ý niệm đó. Nghĩa là có tiền thì người ta mới kính nể. Điều đó chúng ta phải xét lại. Thì có những cái chùa rất giàu, thầy trụ trì rất rất giàu. Chùa rất giàu nhưng mà chúng ta không có tu được. Chúng ta đi tìm tới những cái chùa rất nghèo mà chúng ta sống, chúng ta mới có hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì mình đi tu là mình muốn làm đệ tử của người có đức độ, chứ mình đâu muốn làm đệ tử của người giàu.
Đó là đứng về phương diện lợi. Còn phương diện danh, thì có những người nói rằng tôi phải có cái bằng cấp đó thì tôi nói mới nghe. Thậm chí ở trong cái giới học tăng và học ni cũng có nhiều người nghĩ như vậy, và do đó cho nên không có chịu tu, không có chịu học, đi ra để kiếm một cái bằng gọi là bằng gì đó, PhD hay là PhD đứng, PhD nằm hay PhD ngồi gì đó. Và trong cái quá trình đi kiếm như vậy thì đi luôn, không có tu học nữa. Cái chuyện đó đã xảy ra rất nhiều. Đối với những cô, những chú đi sang Tây Phương, và cả những cô, những chú đang ở Việt Nam nữa, nghĩ rằng tôi không có cái bằng cấp thì tôi nói không có ai nghe, do đó cho nên tôi phải có tiền là một, tôi phải có bằng cấp là hai, hoặc là bằng cấp trước rồi mới làm ra tiền, thì tự nhiên tôi nói bổn đạo sẽ nghe theo răm rắp. Đó là những quan niệm rất sai lầm. Chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng những cái vị du tăng ngày xưa đó, khi mà họ tới một cái đất mới, một miếng đất mới, họ không có cái đồng quẹn nào cả. Họ chỉ có một cái kích thích trượng thôi. Và tới cái chỗ nào mà họ nghĩ rằng có thể lập đạo tràng thì họ chỉ cần chống tích trượng ở đó. Chống tích trượng ở đó và họ ngồi thiền. Họ đi kinh hành, họ mỉm cười, họ thở. Một hồi thì người ta thấy được cái đạo đức của họ. Người ta thấy cái hào quang nó tỏa ra từ cái nhân cách của người của họ. Và từ cái căn bản đó, một cái cơ sở được xây dựng. Và biết bao nhiêu cái cơ sở vĩ đại đã được tạo dựng trên căn bản của cái không có, hoàn toàn không có một cái đồng, một cái đồng quẹn nào. Do đó cho nên cái đạo đức của mình, cái an lạc của mình, cái nụ cười của mình, cái sự tươi mát của mình là cái căn bản của tất cả mọi cái sự thành tựu. Tiền bạc chẳng qua chỉ là những phương tiện, mà những phương tiện đó khi không có đạo đức, khi không có hạnh phúc thì nó trở thành những con rắn độc, nó trở thành những cây đuốc ngược gió, nó trở thành ra những cái khúc xương trần rất là nguy hiểm. Cứ nói ngay là trong cái phạm vi của sự tu học mà thôi thì cũng đủ thấy. Vô tham là sự vắng mặt của dục lạc, nhưng mà sự có mặt của hạnh phúc. Vô tham là sự giàu sang của hạnh phúc. Tại vì khi mà chúng ta có vô tâm niệm vô tham thì chúng ta có vô số tự do. Ngày xưa có một vị thiền sư thấy cái cơ sở của mình nó không có đủ để mà tiếp đón các thiền sinh mười phương tới học, cho nên ông mới công bố rằng tôi cần một số tiền lớn để có thể xây cất một cái cơ sở cho thiền sinh khắp nơi tới học. Thì lúc đó có một ông nhà giàu, ông mới tới. Và ông đem theo một cái túi, trong túi đó có 50.000 đồng vàng. 50.000 đồng vàng. Thì ông đem với tất cả cái sự hãnh diện, với tất cả cái sự bồng bột của ông. Nhưng mà vị thiền sư tiếp ông thường thôi. Thì ông nhà già ông nói là bạch thầy, ở trong này có tới 50.000 đồng vàng. Thì thầy cũng gật đầu, thầy nói để đó, rồi nói những chuyện khác. Và tuyệt đối là thầy không có cảm ơn, và nhất là không có tiếp đãi ông một cách đặc biệt, là không có special treatment.
Ông giận lắm, ông buồn lắm. Tại sao mình tới với 50.000 đồng vàng mà thầy tiếp mình giống hệt như là thầy tiếp bất cứ một người nghèo đói nào khác? Là tại vì sao vậy? Hay là tại vì ông không có nghe lời mình rõ là trong này có một số tiền lớn như vậy, ông tưởng trong này chỉ có 5.000 thôi? Thì ông đó mới nhắc là: thưa thầy, ở trong này có tới 50.000 đồng lận. Thì thiền sư nói: ông đã nói rồi mà. Thì thiền sư quay lại nói chuyện với những người khác. Ông này tức quá, ông nói thêm câu nữa: thưa thầy, 50.000 là nhiều lắm á. Thì thiền sư nói: sao, ông muốn tôi cảm ơn ông hả? Dạ chứ, chính ông là người phải cảm ơn chứ. Chính ông là người phải cảm ơn chúng tôi đã nhận 50.000 này cho ông, chứ tại sao là ông lại bắt là tôi cảm ơn? Đó là thái độ của vị thiền sư. Mà khi một vị thiền sư mà có cái thái độ như vậy đối với tiền bạc, thì chúng ta biết rằng cái trung tâm của ông là trung tâm có hạnh phúc. Mà nếu ông thiền sư đó không có thái độ đó và cuống quýt vội vã cho cái người thí chủ này những cái biệt đại, thì chúng ta biết rằng cái thiền viện này có thể không có hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần nhìn thoáng qua, chúng ta có thể thấy được, bắt mạch được cái giá trị tu học ở trong cái thiền viện. Cho nên vô tham là một trạng thái rất là mầu nhiệm. Chúng ta sẽ hỏi chúng ta, tự vấn chúng ta, coi cái hạt giống vô tham của chúng ta nó đã lớn chưa? Chắc chắn là hạt giống vô tham nó có, nhưng mà nó đã lớn chưa? Nếu hạt giống đó chưa lớn thì chúng ta chưa có hạnh phúc, chúng ta vẫn còn tham. Đôi khi chúng ta không có tham tiền, nhưng mà chúng ta tham danh. Và đôi khi những cái danh rất là nhỏ. Con người thường thường là đói khát quyền bính, đói khát danh tiếng. Và vì vậy cho nên ngay ở trong cái giới tu học mà người ta cũng ham danh. Có những người rất khao khát được làm hội trưởng, được làm phó hội trưởng, được làm thủ quỹ, được làm chức này chức nọ trong một ban trị sự của chùa. Nếu quý vị đã từng ở chùa hội, phải nói rằng tôi không có thương chùa hội. Tôi rất ghét chùa hội. Là tại vì hội nào hội nấy đều có cái sự ham muốn danh lợi ở trong đó. Cái người ra làm Phật sự mà không có danh, không có lợi, có chứ phải không, nhưng mà ít lắm. Thì cái chức vị của một ông hội trưởng là một ông thủ quỹ, nó có nghĩa lý gì đâu, nó có béo bộ gì đâu. Nhưng mà người ta giành nhau. Người ta chia phần. Tôi nhớ lại ngay ở trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mỗi lần Viện Hóa Đạo bầu lại hội đồng, không bao giờ tôi tới tôi tham dự. Ở trong đó nó cũng có cái chuyện tham danh ở trong đó. Tổng vụ trưởng vụ này, tổng vụ trưởng, tổng vụ hoằng pháp, tổng vụ trưởng, tổng vụ văn hóa, tổng vụ trưởng, tổng vụ tăng sự, rồi vụ trưởng này cái kinh nọ, nó có những cái khao khát về danh lợi ngay ở trong cái giới tu hành với nhau.
Ở trong chúng thì mình phải công cử những cái chức vụ, nhưng mà chức vụ đó vốn là để phục vụ tăng thân, chứ không phải là để thỏa mãn cái sự thèm khát địa vị của mình. Nếu mình làm chúng trưởng, đó là tại vì mình muốn có một cái cơ hội để phục vụ, chứ không phải là làm chúng trưởng là một cái oai. Nếu mình làm tri sự thì đó là mình có một cái cơ hội để có thể làm hạnh phúc cho chúng, chứ không phải làm tri sự là để có quyền cấm người này ra lệnh cho người khác. Nếu mà mình làm những cái tri viên thì cũng vậy. Tri viên là coi về vườn, thì không phải là nói rằng là tôi cấm anh không được làm cái này, tôi cấm chị không được làm cái gì trong vườn tại tôi là tri viên. Tại vì tri viên là một trong những cái cơ hội để mình gây hạnh phúc cho tăng thân. Bất cứ một cái trách vụ nào cũng vậy hết, dầu là trách vụ đi chợ hay là trách vụ làm bếp hay là trách vụ thu quỹ, tất cả những cái trách vụ đó là những cái phương tiện để cho mình có thể thực hiện được cái lòng thương tưởng của mình đối với tăng thân, để mà phục vụ tăng thân. Và vì vậy cho nên mình lắng nghe tất cả những cái nhu yếu của tăng thân để mình làm cái trách vụ của mình cho thật hay, chứ không phải là căn cứ vào đó để nói rằng tôi có quyền này, tại sao anh không có xin phép tôi mà anh lại làm như vậy, chị không có xin phép tôi, chị phải làm như vậy. Cho nên ngay trong cái chuyện tu hành của mình phải quán chiếu, mình phải thấy rằng cái hạt giống vô tham của mình nó đang còn nhỏ. Và vì vậy cho nên mình không có làm hạnh phúc được cho mình, và mình không có làm được hạnh phúc cho những người khác, là tại vì mình làm với cái ý niệm quyền bính hơn là ý niệm phục vụ cho tăng thân, làm cho tăng thân có hạnh phúc. Trong thiền môn thì khi một cái thiền giả tới trình diện với thiền sư thì thường thường thiền sư tìm cách để mà bắt mạch cái vị thiền giả đó, để coi thử vị thiền giả đó thuộc về cái hạng nào và biết mà đối trị. Có những cái căn cơ ở trong đó con người có nhiều tham dục thì vị thiền sư sẽ chỉ đường cho để có thể đối trị cái tham dục của mình. Có những cái căn cơ mà thiền sinh nóng giận, có sự nóng giận, và nếu cái căn giận, nếu người đó có cái căn giận lớn thì thiền sư sẽ dạy những cái phương pháp để đối trị với cái cơn giận của mình. Nếu người đó có cái căn nhiều nghi ngờ thì vị thiền sư sẽ dạy cái phương pháp để đối trị với cái sự nghi ngờ đó. Nếu người đó có cái căn là suy tư quá độ, tức là suy nghĩ quá, thì thiền sư sẽ dạy những cái phương pháp để đối trị với cái khuynh hướng suy tư quá nhiều của người đó. Nếu cái căn người đó là lo sợ quá nhiều, thì thiền sư sẽ tìm cách chỉ dạy những cái phương pháp để người đó có thể đối trị với sự lo sợ của mình. Và nếu cái căn cơ người đó là có cái mặc cảm tự ti hay là mặc cảm tự tôn, thì thiền sư cũng chỉ dạy cho người đó để người đó có thể đối trị với cái mặc cảm tự ti của mình hay là cái mặc cảm tự tôn của mình. Ví dụ như trong cái trường hợp một người có khuynh hướng suy tư quá độ thì thiền sư dạy những cái phương pháp như là đếm hơi thở và tiếp xúc
Tại vì khi mình đếm hơi thở thì mình dừng cái sự suy tư lại. Mình đếm hơi thở hay là mình theo những cái thực tập, theo những cái bài kệ, bài thi kệ. Ví dụ như vào ra sâu chậm, khỏe nhẹ lặng cười, hay là quay về nương tựa hai đáo tự thân, hay là đếm một thở vào, đếm hai thở ra, cho đến 10 rồi trở lại. Thì những cái phương pháp đó là giúp cái người thiền sinh kia chấm dứt sự suy nghĩ, để hòa mình với cái hơi thở, để có thể là hơi thở chứ không phải là tư tưởng, để có thể là hơi thở, là thân, là tâm, là núi, là hoa, là nước tĩnh, là không gian. Rồi đi theo với những cái phương pháp thở đó thì vị thiền sinh có thể tiếp xúc với trời xanh, với mây trắng, với em bé, với bông hoa, để mình học tập sống, học tập là sự sống, learn learning to be chứ không phải to think. Tại vì to be là nó quan trọng hơn to think. À. Tại vì triết gia Descartes nói I think therefore I am, nhưng mà trong cái giáo pháp của chúng ta thì to think therefore I am not. Tôi suy tư tức là tôi không có mặt. Tôi suy tư tức là tôi đánh mất tôi trong sự suy tư. Và vì vậy cho nên tôi bỏ mất trời xanh, mây trắng, em bé, nụ cười, tăng thân, bông hoa. Và vì vậy cho nên suy tư nó làm cho mình đánh mất mình. Và người thiền sinh có khuynh hướng suy tư quá độ thì phải thực tập theo những cái phương pháp để chấm dứt suy tư và bắt đầu tiếp xúc với sự sống thực tại. Thì những người mà có cái khuynh hướng tham dục, tham danh, tham lợi hay là tham sắc thì phải học những cái phương pháp để mà đạt tới sự an bình của tâm hồn, đừng bị cái đối tượng tham dục nó lôi kéo. Có những người thiền sinh họ nói rằng cái năng lượng tính dục của họ rất lớn, và trong giấc ngủ cũng như là trong cái lúc thức thì cái năng cái nhu yếu sinh lý nó trào dâng lên rất lớn, và nó ngăn cản cái sự tu học, nó không có để cho người đó suy nghĩ tới những cái chuyện có ích lợi cho thân, cho tâm. Nó ngăn cản cái như lý tác ý, là tại vì cái nhu yếu sinh lý trong người đó quá mạnh. Thì vị thần sư sẽ nói rằng, sẽ chỉ bày cho những cái phương pháp, ví dụ như về phương diện ăn uống thì phải ăn uống như thế nào để nó làm giảm thiểu bớt cái nhu yếu sinh lý kia. Đứng về cái phương diện sinh hoạt hàng ngày thì phải thực tập như thế nào, phải làm việc chân tay như thế nào để có thể tiết chế cái năng lượng đó. Về cái chuyện tu tập thì phải tu tập như thế nào. Chúng ta biết rằng tất cả những cái phiền não như là tham, sân, mạn, nghi, lo sợ, ganh tị, tự ti, tất cả những cái phiền não đó nó đều có dính líu với cái phiền não căn bản gọi là si. Tại vì chúng ta không biết cho nên chúng ta mới vương vào những cái đó. Sở dĩ chúng ta chạy theo dục lạc là tại vì chúng ta không biết dục lạc là một khúc xương trần. Chúng ta không biết dục lạc là một miếng thịt sống. Chúng ta không biết dục lạc là một cây đuốc cầm ngược gió,
là một hố than hồng, cho nên chúng ta mới bị dục lạc lôi cuốn. Nhưng nếu chúng ta biết quan sát và quan sát trên những cái sự kiện có thực xung quanh mình thì chúng ta sẽ có tuệ giác. Khi mà chúng ta có tuệ giác về bản chất của dục lạc rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ buông bỏ cái dục lạc đó. Và trong những cái phương pháp mà thiền sư chỉ dạy là có phương pháp quán, quán bất tịnh. Bất tịnh quán nó trình bày cho chúng ta cái mặt trái của dục lạc. Cái mặt bên này có thể đánh lừa chúng ta. Bên này thì nó giống như là hạnh phúc. Mà hạnh phúc có nghĩa là gì? Hạnh phúc nó có nghĩa là thường. Tại vì cái gì mà hạnh phúc thật á, thì nó phải có tính cách thường còn. Cái gì mà nó xảy ra một cách chớp nhoáng rồi nó hết thì cái đó nó gây đau khổ. Khi mà một người con trai và một con gái đi tới mà có một cái sự giao hoan với nhau thì hai người đó đều nghĩ rằng là khi có cái sự giao hoan đó là có hạnh phúc. Và hai người đó không có thấy rằng ở trong đó yếu tố thường không có. Cái thì giờ giao hoan có thể là 1 phút, có thể là 2-3 phút. Nhưng mà sau đó thì vô số những cái đau khổ, những cái vấn đề nó sẽ trình bày ra. Và đó là cái mặt trái của dục lạc. Cái đó cũng gọi là bất tịnh quán. Ngày xưa thầy tôi có dạy bất tịnh quán, nó cũng có nghĩa là nhân quả quán. Tức là mình thấy được những cái hậu quả của cái hành động mình gây ra. Có thể trong một cái giây phút ngắn ngủi, có thể là trong một giây phút ngắn ngủi mình bị cái tham dục đó nó che lấp cái trí tuệ. Và chính vì cái trí tuệ của mình bị che lấp cho nên mình mới bị tham dục lôi cuốn. Nhưng mà khi mà cái ánh sáng nó trở về rồi thì chúng ta thấy rất rõ rằng là giây phút đó là một giây phút mây mờ, tại vì nó mở cửa cho biết bao nhiêu là khổ đau, cho biết bao nhiêu là vấn đề, cho biết bao nhiêu là rắc rối. Và vì vậy cho nên nhìn vào cái đối tượng dục lạc để thấy cái tính cách vô thường của nó, tính cách mê nổi của nó, tính cách nhất thời của nó là đối tượng quán chiếu của chúng ta. Có một thiền viện kia, có một ông thầy ngủ với một cô học trò của ông ta. Chuyện đó nó xảy ra thể là trong vài phút, nhưng cái thiền viện đó nó tan nát sau đó. Cái chuyện này nó xảy ra ở bên Mỹ. Thì chuyện đó giàu lắm, rất là giàu. Và vì vậy cho nên quán chiếu
để thấy cái tính chất si trong dục lạc là cái phương pháp, để thấy cái cách không thường của dục lạc. Bất tri lạc thì khổ nhân, mà không biết rằng cái mà mình gọi là lạc đó là cái nguyên do của biết bao nhiêu rắc rối khổ đau. Câu đó ở trong Quy Sơn Cảnh Sát: nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thì khổ nhân. Vì cái chất của dục là vô thường. Thứ hai, cái ảo tưởng là nó là lạc. Trong cái quá trình đi sâu vào dục lạc á, chúng ta cảm thấy biết bao nhiêu là nhọc nhằn, biết bao nhiêu là khốn đốn, biết bao nhiêu là lo âu, biết bao nhiêu là sợ hãi, biết bao nhiêu là thất vọng. Ấy vậy mà chúng ta cứ có cảm tưởng cái đó là lạc. Sở dĩ chúng ta thấy cái đó là lạc là tại vì cái chất si ở trong đó, tức là cái sự mờ ám, vì si cho nên thấy những cái đó là thường, vì si cho nên thấy những cái đó là lạc. Và vì si cho nên chúng ta thấy cái đó là ngã. Ngã ở trong đạo Bụt đó, nó có nghĩa là chủ quyền. Nó có nghĩa là tự do. Trong cái môi trường của dục lạc, của sự hưởng thụ dục lạc, con người đánh mất hoàn toàn cái tự do của mình, đánh mất hoàn toàn cái nhân cách của mình. Con người là một nô lệ. Nhưng mà trong khi đó thì đứng ngoài thấy dục lạc đó, nó có cái ngã. Thực ra thì chúng ta đánh mất tất cả những tự do của chúng ta. Cái người đi xuất gia là cái người trân quý cái tự do của mình trên hết. Phải vậy không? Cái người đi xuất gia là cái người trân quý cái tự do của mình trên hết. Và vì vậy cho nên trân quý cái tự do của mình thì mình phải vượt lên trên tất cả những cái dục lạc. Tại vì đi xuống dục lạc tức là mình lấy những cái sợi dây mình tự buộc lên mình. Và vì si cho nên chúng ta thấy cái đối tượng dục lạc đó là tình, là tinh khiết, là sạch, là đẹp. Nhưng mà đi vô trong đó thì biết, đi vô trong đó thì chúng ta thấy rằng không có cái gì tinh khiết, không có cái gì thanh tịnh. Và theo định nghĩa kia thì cái mặt trái của cái mề đay nó trình bày những cái khổ đau, những cái xấu xa, những cái xấu xí của nó. Cái mề đay nào cũng có cái mặt trái của nó, và cái mặt trái đó nó luôn luôn có những cái rắc rối, những cái xấu xí. Cái đó gọi là bất tịnh. Đối với người có tham dục nhiều phải luôn luôn quán chiếu. Là đối tượng của dục là lạc, và là dục công đức là nó vô thường, nó khổ,
nó vô ngã và nó bất tịnh. Và sau khi người thiền sinh vâng theo lời thầy dạy, ăn uống như thế nào cho đúng phép, làm việc vận động như thế nào cho đúng phép, thì người thiền sinh đó phải dùng cái tâm mình để quán chiếu về tính cách vô thường của dục, về tính cách khổ của dục, về tính cách vô ngã và về tính cách bất tịnh của dục. Và khi mà thấy được rõ và luôn luôn nhắc nhở mình như vậy thì người thiền sinh đó vẫn còn giữ được cái tự do của mình. Nhất là người xuất gia, người xuất gia, đối với người xuất gia, cái tự do của mình là cái căn bản. Mất tự do đi rồi thì mình không còn có tư cách của một người xuất gia nữa. Khi mà mình bị cái si nó che lấp đó, mình có ảo tưởng về thường lạc ngã tịnh đối với dục lạc thì không sớm thì muộn mình sẽ thấy được cái mặt trái của nó là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Và lúc đó thì đã trễ rồi, lúc đó mình đã gây ra đau khổ cho mình, đã gây đổ vỡ rồi thì không có kịp nữa. Cho nên mình nên nhớ là cái dục lạc nó phá vỡ tất cả, và nhất là đối với người tu nó phá vỡ cái lý tưởng, cái sự nghiệp của đời mình. Và không những nó phá vỡ cái sự nghiệp của đời mình, nó phá vỡ cái sự nghiệp của người mà mình thương nữa. Cho nên thương như thế nào mà giữ được toàn vẹn cái sự nghiệp của mình và giữ được cái sự nghiệp của người mình thương thì mới đúng là con đường của Đạo Bụt. Cái gì sẽ xảy ra nếu ta làm chuyện đó? Đó là câu hỏi. Nếu ta làm chuyện đó thì trăm ngàn những khổ đau, những cái rắc rối, những cái ràng buộc sẽ xảy ra cho ta. Phải thấy rất rõ thì tự nhiên cái đối tượng tham dục sẽ được nhả ra và chúng ta có được cái tâm sở gọi là vô tham, và cư trú, an trú trong cái vô tham là hạnh phúc rất tuyệt vời. Lo lắng, sợ hãi bồi hồi triền miên, đó là bản chất của dục lạc mà mình tưởng là lạc. Chúng ta nên nhớ rằng Đạo Bụt á là con đường đưa ta tới hạnh phúc. Hạnh phúc là cái điều có thật và nó có trong tầm tay chúng ta. Đạo Bụt không nói rằng tất cả đều là khổ, con người không có khả năng có hạnh phúc. Đạo Bụt không có nói như vậy. Đạo Bụt nói hạnh phúc chân thật là cái gì nó có thật và chúng ta có thể đạt tới được. Và cái nền tảng của cái hạnh phúc đó là tri túc, là vô tham. Mà tri túc và vô tham nó có được đó, là khi chúng ta đập phá được cái khối si mê trong ta. Cái khối si mê đó nó cho chúng ta cái ảo tưởng về thường lạc ngã tịnh của cái đối tượng kia. Trong Đạo Bụt Đại Thừa có cái định nghĩa về Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà thường lạc ngã tịnh trong Niết Bàn nó không phải là thường lạc ngã tịnh mà chúng ta đang nói.
trong cái giờ phút này. Tại vì thường của Niết Bàn là cái thường khác. Là tính cách chân thật của trí tuệ và từ bi. Lạc ở trong Niết Bàn là sự an lạc, một cái an lạc không bao giờ bị đánh mất. Cái an lạc đó nó từ cái chất liệu trí tuệ và từ bi mà có. Ngã ở trong Niết Bàn là tự do, cái tự do không ai có thể cướp giật được. Và tịnh là cái sự tinh sạch do trì giới, do bố thí, do nhẫn nhục mà có. Và bốn cái đức thường lạc ngã tịnh trong Niết Bàn nó không phải là những cái tính cách thường lạc ngã tịnh mà chúng ta tưởng tượng ra về đối tượng tham dục. Chúng ta phải đi sang tâm sở vô sân trong thời vô sân. Vô sân, the absence of ill will, the absence of anger, là một điều kiện căn bản của hạnh phúc. Tại vì nếu chúng ta không có cái đó thì chúng ta đau khổ suốt ngày, luôn luôn là giận người này hay là giận người khác, giận đời, giận cha, giận mẹ, giận xã hội. Giận mình. Khi mà nói rằng là tôi đang thở vào và gọi tên người tôi đang giận, có khi cái người mà mình gọi tên đó là chính mình. Tại mình giận mình quá. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng phải, tôi đang thở ra và mỉm cười gửi lòng thương tới cái người tôi đang giận, tức là mình. Tại mình giận thì mình không có hạnh phúc. Hồi nãy mà khi thực tập á, tôi đang thở vào và nghĩ tới tôi đang thở vào và gọi tên con người tôi ít thương nhất trong tăng thân, thì thầy hơi bối rối tại vì thầy tìm không có ra người đó, thành không có gọi tên người đó gì hết. Khi chúng ta thở vào và chúng ta có cái ý thức là chúng ta đang ngồi trong tăng thân, chúng ta đang được nâng đỡ bởi tăng thân, thì chúng ta có thể có cái cảm giác vững chãi hơn. Là tại vì chúng ta với tư cách một cá nhân thì chúng ta rất là yếu đuối. Sự thực là như vậy. Ở đây cũng vậy, tức là ở ngoại quốc cũng vậy, mà đến khi chúng ta về Việt Nam cũng vậy. Chúng ta đi với tư cách một cá nhân thì chúng ta sẽ yếu đuối lắm. Chúng ta có thể đánh mất chúng ta rất dễ dàng. Nhưng mà khi mà chúng ta đặt chúng ta vào cái vòng tay của tăng thân thì chúng ta không có yếu như vậy. Nên là chúng ta ở đây hay là chúng ta về nhà, mai này nếu ta học xong ở Lằng Hồng mà ta đi hành đạo một cái phương trời nào
thì ta cũng nên đem tăng thân đi theo. Cái điều đó không có ai ngăn cấm chúng ta hết. Chúng ta đem tăng thân đi theo. Chúng ta nghĩ rằng cái mà chúng ta đang làm ở địa phương chúng ta làm cho cả tăng thân chúng ta. Vậy vậy cho nên chúng ta vẫn có thể tiếp tục cần tới cái sự yểm trợ của những anh, những chị của chúng ta trong tăng thân. Và chúng ta tiếp tục có thể cầu cứu tới tăng thân những khi chúng ta hơi yếu. Và chúng ta có thể luôn luôn tham khảo ý kiến của tăng thân. Tăng thân luôn luôn còn đó, không hẳn là chúng ta phải ở ngay trong đó thì chúng ta mới có tăng thân. Thì con về nương tựa tăng là một cái sự thực tập rất quan trọng trong đạo Phật. Tại vì không có tăng thì cũng như là một con cọp mà không có rừng ngủ sẽ chết. Và vì vậy cho nên trong khi tu học tại Lăng Hồng cũng như sau khi đã được thọ huấn rồi và phải đi mở đạo tràng ở một nơi khác, chúng ta phải luôn luôn tiếp tục ở với tăng thân. Không nên bao giờ sống một mình, vì sống một mình sẽ chết. Mà một người có cảm tưởng được ôm ấp trong vòng tay của tăng thân, người đó có một sinh lực rất mạnh. Cái ngày nào mà ta thấy rằng ta bỏ tăng thân, ta không sống nổi với tăng thân, thì lúc đó là ta chết. Tại vì ta đã thất bại trong cái sự thực tập. Một trong ba điều quan trọng nhất mà Bụt dạy là con về nương tựa Bụt, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa tăng. Không có tăng là hỏng hết. Ngày xưa có một ông cư sĩ tự nhận là đại cư sĩ, nhưng mà tuyên bố rằng tôi chỉ quy y có nhị bảo thôi, quy Bụt, quy Pháp thôi, còn tăng tôi chưa chưa phục thành chưa quy y. Và ông có đòi hỏi một thánh tăng, trong khi cái mà chúng ta cần chỉ là một phàm tăng thôi cũng đủ. Mà tôi không hiểu ông làm sao trở thành đại cư sĩ được nếu ông không có tăng thân. Tôi chấp nhận tăng thân của tôi với tất cả những yếu kém của nó. Tuy rằng tăng thân của tôi có những cái yếu kém của nó, nhưng nó là tăng thân của tôi phải bám sát vào nó, tôi phải xây dựng cho nó. Và vì vậy cho nên trong tăng thân là một cái môi trường, tăng thân là một cái môi trường thuận lợi nhất để mình thực tập vô sân. Nếu mình thực tập và được cái sự làm lớn lên cái tâm trạng vô sân của mình thì mình có hạnh phúc bây giờ, và có những sau này khi mà ra mở đạo tràng thì mình sẽ tiếp tục có hạnh phúc, tại vì mình đã biết cách chế tạo, xây dựng một tăng thân mới. Quý vị không cần có tiền, quý vị không cần có bằng cấp, quý vị chỉ cần có vô tham, vô sân thôi, là quý vị có thể làm bất cứ một cái gì mà quý vị muốn. Tại vì khi mà quý vị có cái vô sân thì quý vị rất là tươi mới. Sư chị Đàm Nguyễn đâu có tiền gì đâu, làm ngôi chùa đâu có mấy triệu hay là mấy trăm triệu rồi bắt đầu làm ngôi chùa, chỉ có hai tay không thôi. Và ngôi chùa thì nó nát, nát hết từ trên xuống dưới. Nhưng mà tại vì mình có cái tấm lòng, tại vì mình có nụ cười, tại vì mình có niềm tin nơi Bụt, nơi Pháp và nơi Tăng. Cho nên không có một đồng nào, vậy mà ngôi chùa vẫn được hoàn thành. Và hiện bây giờ sư chị được dân làng rất là thương. Tất cả mọi người trong làng đều thương hết. Và tuy rằng những người đó không có cạo đầu, không xuất gia, nhưng mà đó là tăng thân của sư chị.
có cái gì xảy ra cho sư chị, cho chùa, là chính những người đó họ đứng ra họ bảo vệ. Và chỉ cần gặp sư chị Hằng Châu có một lần, rồi sư chị viết thơ mời ra thì sư chị Hằng Châu cũng ra. Sư chị Hằng Châu ra liền là tại vì sao đó, người kia làm sao đó thì gọi mình mới ra liền chứ. Người kia đâu có gửi mấy triệu đô la vô mà mình ra liền như vậy. Thì cái sức mạnh người kia đâu phải là cái danh, đâu phải là cái lợi. Sức mạnh của người kia là sự tươi mát, là sự hiền hòa, là niềm tin, là sự dễ thương của người đó. Đó là cái vốn liếng của chúng ta. Và vì vậy cho nên với cái vô si thôi, với cái vô tham thôi, với cái vô sân thôi, là chúng ta có thể làm được cái sự nghiệp của chúng ta rồi. Không có cần cái danh, không có cần cái lời. Chúng ta biết rằng chấp nhận tăng thân, sống hạnh phúc trong tăng thân là cái chuyện chúng ta có thể làm được nếu chúng ta có chí hướng, nếu chúng ta có niềm tin. Chúng ta đừng có đừng có gọi là đứng núi này trông núi nọ. Khi mà chúng ta đã có tăng thân rồi, chúng ta phải chấp nhận tăng thân, chúng ta phải ôm lấy tăng thân trong tay, chúng ta phải để cho tăng thân ôm lấy chúng ta trong tay, và chúng ta sẽ đi tới, sẽ chuyển hóa, chắc chắn là như vậy. Ở ngoài đời nhiều khi cái lý tưởng của người ta là một lý tưởng thường thôi, như là người ta làm gián điệp, gián điệp chuyên môn đó. Đôi khi người ta làm gián điệp là chỉ để có một số tiền lớn thôi, chứ không có lý tưởng gì cả. Có những người Mỹ làm gián điệp cho Nga, có những người Nga làm gián điệp cho Mỹ. Ở trong trường hợp đó, họ không có làm vì lý tưởng, mà họ làm vì cái túi tiền của họ. Mà lâu lâu người Nga tố cáo là có những người Mỹ làm gián điệp bên phía họ. Lâu lâu người Mỹ tố cáo là có những người Mỹ làm gián điệp cho Nga, bắt bỏ tù. Thì những người đó là làm gián điệp với cái ý niệm là muốn có tiền thôi. Và trong khi họ làm gián điệp, họ chinh phục được những cái người ở trong đó để lọt vào trong cái môi trường mà trong đó họ có thể thâu lượm được tài liệu. Họ làm sao mà những người xung quanh, những người đó tin họ, và vì vậy cho nên họ đi được vào trong môi trường và chụp được những cái hình, những cái tài liệu rất là bí mật. Người ta chỉ vì tiền thôi mà người ta có thể chinh phục được những cái người, những người khác. Tại sao mình là một người đã được nuôi dưỡng bởi cái niềm tin, bởi cái lòng từ bi, bởi cái ý nguyện giác ngộ và độ sanh, tại sao mình không có chinh phục được cái tăng thân của mình? Tại sao mình không có chinh phục được sư anh, sư chị và sư em của mình? Là mình thua những người kia. Những người kia không có lý tưởng, những người kia chỉ vì tiền thôi mà họ chinh phục được, còn mình không có chinh phục được. Và vì vậy cho nên người mà có chí hướng, người mà có tình thương, người mà có niềm tin đó, thì người đó có thể chinh phục được cái sự tin cậy, cái sự thương yêu, cái cảm tình của những người ở trong tâm thân mình, dầu những người kia khó nhiều hay là khó ít trong sự sống hàng ngày của họ. Hơi động, hơi khó một chút đó, là than phiền. Hơi khó một chút đó, tức là muốn thụt lui, đi tìm một cái môi trường khác. Đó không phải là cái thái độ cần có, đáng có của người tu. Những cái khó khăn đó là những cái điều kiện, những cái cơ hội để chúng ta thấy được là cái vô tham, vô sân của chúng ta nó chưa vững. Chúng ta phải thực tập để tiến lên. Chinh phục một người em, một người anh, một người chị,
chinh phục không phải là vì cái mưu đồ nào cả, mà chỉ vì cái niềm tin, cái ý nguyện xây dựng tăng thân thôi. Đó là một chuyện không có khó, ta phải làm cho được. Hồi mới tu được 3-4 năm, thầy có viết được một cái bài tham luận rất là buồn cười, tên là cái nhan đề của bài đó là tu là một nghệ thuật, thầy tu là một nghệ sĩ. Bài đó hiện bây giờ Sơn Cốc có, ở Phương Khê có. Thì bây giờ đọc lại thì rất lấy làm ngạc nhiên là tại sao cái hồi mình còn nhỏ xíu vậy mà có được cái tuệ giác đó. Nó giống như là của ông bà, của chư tổ để lại á. Sao mới có 20 tuổi, 20 tuổi thì có nghĩa lý gì, còn nhỏ hơn cả các con nữa. Vậy mà tại sao có cái tuệ giác rất là mầu nhiệm đó. Mà thầy không có học ở đâu hết, không có học với Thái Hư Đại Sư, không có học với tổ nào hết, và tự nhiên thấy được tu là một nghệ thuật, thầy tu là một nghệ sĩ. Và bây giờ thầy khám phá ra là một nghệ sĩ chân chính là phải có chánh niệm. Tại vì nghệ thuật là sự khéo léo, là sự khéo léo. Mình là nhà nhạc sĩ, mình là nhà họa sĩ, hay là mình là nhà thi sĩ, thì phải có sự khéo léo. Sự khéo léo trong sự chọn lựa màu sắc, sự chọn lựa những cái âm thanh, sự chọn lựa của câu, của chữ. Và khi mà mình khéo léo thì tự nhiên mình diễn tả được cái tình cảm, cái tâm tư của mình, và mình trở thành một nghệ sĩ chân thực. Thì trong khi mà những nhà nghệ sĩ đó họ dùng họ sử dụng những cái sự khéo léo về chọn màu, hay là chọn chữ, hay là chọn âm thanh, thì người tu sĩ vốn cũng là một nghệ sĩ thì phải biết thực tập chánh niệm. Tại vì chánh niệm là sự khéo léo. Có chánh niệm thì mình trở nên một nghệ sĩ đích thực. Cái tự giác của thầy nó rất đơn giản, là thầy nghĩ rằng, thầy thấy rằng vấn đề không phải là vấn đề đúng hay sai, vấn đề không phải là thiện hay là ác, mà vấn đề là khéo hay là vụng. Nếu quý vị trong đại chúng quán chiếu lại thì quý vị sẽ thấy là sở dĩ chúng ta không có đủ hạnh phúc, nếu chúng ta không có đủ hạnh phúc, không có đủ cái sự hòa hợp, không có đủ hạnh phúc, đó không phải là tại vì người kia có ác ý, hay là người kia đã làm những cái sai lầm, người kia tà, mà tại vì hoặc ta hoặc là những người kia chưa đủ sự khéo léo. Trong một cái tăng thân tu học với nhau, người nào cũng có thiện chí cả, nhưng mà thiện chí không có đủ. Chúng ta đã biết rằng thiện chí nhiều khi còn làm hư nữa. Mình muốn nói cho người kia vui, mà nói ra một cái người kia nổi giận lên hết vui. Cái đó không phải là tại mình không có thiện chí, có thể là tại mình có nhiều thiện chí quá cũng nên. Mình ngờ rằng nói ra câu đó anh kia chắc là sướng chết, nhưng mà nói ra một cái anh ta nổi sân, anh ta đau khổ suốt ngày, anh ta làm cho mình đau khổ luôn, là tại vì mình không phải là một nghệ sĩ. Mình không có sự khéo léo, mình không có chánh niệm. Không có chánh niệm thì không có thể thấy được cái căn cơ của người đó, và những điều mình làm, mình nói ra nó không có thích hợp. Đó là sự vụng về. Thầy là một nghệ sĩ, thầy biết
khi mình chính trong khi mình nói pháp thoại, mình cũng phải sử dụng cái tính chất nghệ sĩ của mình. Tại cũng một cái ý đó, một cái câu đó mà nói ra có nghệ thuật á, thì người ta nghe hiểu và chuyển hóa. Và nếu mà nói vùng á, thì người kia có nội kết. Dù cái nội dung của mình á, là bài pháp thoại, dù mình không có cố ý để nói xiên, nói xéo, tấn công với người đó, mà người đó vẫn đau khổ như thường. Do đó cho nên nó cần phải có sự khéo léo, nó cần phải có nghệ thuật. Cho nên thầy nghĩ rằng những cái người nào là nghệ sĩ thì những người đó phải biết, phải biết sử dụng cái nghệ thuật của mình để tu học và để hoằng đạo, để hành đạo. Và theo thầy, người nào cũng là một nghệ sĩ cả. Nếu chúng ta không là họa sĩ thì chúng ta có thể thực tập cái nghệ thuật của chúng ta trong những lĩnh vực khác, nấu cơm, dọn cơm. Chúng ta có thể làm cái điều đó với tư cách của một nghệ sĩ. Thuyết pháp, ta có thể thuyết pháp với tư cách nghệ sĩ. Đi thiền hành, ngồi thiền tọa, chúng ta có thể làm với tư cách một nghệ sĩ. Tại vì cái nghệ thuật càng cao thì nó càng đẹp. Cái hành động càng đẹp, mà hành động càng đẹp thì càng tỏa chiếu hạnh phúc trong ta và xung quanh ta. Vì vậy cho nên thầy tu là một nghệ sĩ, phải là một nghệ sĩ. Và chánh niệm tức là cái dụng cụ của nghệ thuật của mình. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng ta đau khổ là tại vì người kia ác thì chúng ta sẽ đau khổ hoài. Chúng ta nói rằng ta đúng còn kẻ kia sai thì chúng ta sẽ đau khổ hoài. Có cái chuyện gì không đồng ý với nhau nó xảy ra thì chúng ta cứ nói ai đúng ai sai. Chính là chị sai chứ không phải em sai. Chính là em đúng chứ không phải là chị đúng. Mà cứ như vậy mà đi vòng thì chúng ta không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luân hồi của cái sự đau khổ. Nếu chúng ta vượt thoát khỏi cái thế giới đúng sai và thiện ác đó, chúng ta biết rằng trong tăng thân người nào cũng có thiện chí làm hạnh phúc cho tăng thân, làm hạnh phúc cho chính mình. Và sở dĩ người kia nói một cái điều hay làm một cái điều nó có thể gây ra cái sự buồn đau của mình, đó là tại vì người kia chưa đạt tới cái mức độ nghệ thuật mà người kia muốn đạt tới, chỉ vì người kia đang còn thành vấn đề là em khéo hơn một chút hay là em vụng hơn một chút, chị khéo hơn một chút hay là chị vụng hơn một chút, anh khéo hơn một chút hay là anh vụng hơn một chút mà thôi. Và chúng ta có thể thay đổi cái phương pháp. Khi một người kia nói một câu gì đó hay làm cái gì đó mà gây ra cái sự không có hạnh phúc thì ta nói anh chưa phải là nghệ thuật, nhà nghệ sĩ cao nha, thì được. Hoặc là khi nào mà mình bị trách cứ, mình nói rằng tại vì em còn là một nghệ sĩ rất quá non nớt cho nên sư anh thông cảm, em sẽ cố gắng. Thì từ những người kia hết giận liền. Vấn đề là khéo hơn một chút hay là vùng hơn một chút mà thôi. Không có ai muốn giết ai, không có ai muốn tiêu diệt ai, không có muốn ai muốn hành hạ ai, làm khổ ai cả. Vấn đề không phải là vấn đề thiện ác, vấn đề không phải là vấn đề chánh tà đúng sai, vấn đề là vấn đề có khéo léo với nhau hay không. Và trong tăng thân, cái nghệ thuật sống chung là cả một cái nghệ thuật lớn, mà bản chất của nó là chánh niệm. Nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ khôn khéo hơn trong khi chúng ta nói, trong khi chúng ta làm. Vậy thì chúng ta có thể thay đổi cái cách nhìn của chúng ta. Vấn đề là vấn đề thay đổi cách nhìn thôi.
Tại vì thay đổi cách nhìn nó làm thay đổi tất cả cái vũ trụ. Và chúng ta đừng có quen thói chỉ nhìn cái phương diện tiêu cực của thực tại thôi. Chúng ta vừa mới học một cái bài học là chúng ta không cần thánh tăng, một cái holy community, chúng ta chỉ cần phàm tăng cũng đủ. Tại vì trong phàm tăng nó có những yếu kém, nhưng mà nó cũng có chất thánh ở trong đó. Hễ một người nào, dù người đó đã từng nóng giận, đã từng ganh tị, nhưng mà người đó có đi được một bước thiền hành, có thở được một hơi chánh niệm, thì trong người đó đã có chất thánh rồi. Tại vì chánh niệm là chất thánh, mà người nào cũng thực tập chánh niệm, người nào cũng có chất thánh cả, tuy rằng cái chất phàm nó còn. Và vì vậy cho nên chúng ta phải bằng lòng với cái tăng thân của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận cái tăng thân của chúng ta. Chúng ta phải ôm lấy cái tăng thân của chúng ta. Chúng ta phải xây dựng cho cái tăng thân của chúng ta. Khi nào mà mình quyết tâm như vậy thì mình có thể thành tựu được trong cái sự nghiệp tu học của đời mình. Nhất là khi mà thấy cái tăng thân của chúng ta không phải tệ gì so với những cái tăng thân khác, thì chúng ta phải có niềm tin, chúng ta phải có cái tâm nguyện như vậy. Cái cách nhìn nó thay đổi tất cả. Chúng ta phải nhìn thấy cái chất thánh ở trong bản thân của chúng ta. Chúng ta có thể tạo ra cái chất thánh trong bản thân của chúng ta, đó là chất chánh niệm. Chúng ta phải thấy được cái chất thánh của những người khác trong tăng thân, những người đã bỏ gia đình, đã bỏ sự nghiệp, đã tới với chúng ta như là anh chị em trong một nhà, đeo đuổi một cái sự nghiệp của giải thoát, của giác ngộ, làm hạnh phúc cho người. Thì chúng ta phải có bổn phận nâng đỡ và xây dựng cho cái đoàn thể của chúng ta. Chúng ta không bao giờ có ý nguyện muốn đi trốn. Dù chúng ta thỉnh thoảng có gặp những cái đau khổ, chúng ta phải nghĩ tới cái người gián điệp kia. Không có lý tưởng gì mà thành công được, huống hồ là chính chúng ta. Khi mà cái hũ gạo nó lưng rồi, nó lưng tới một nửa, thì chúng ta có thể nói: trời ơi, hũ gạo nó lưng một nửa rồi, thì chúng ta khổ. Nhưng mà nếu chúng ta nói: trời ơi, có còn tới nửa hũ gạo lận, thì tự nhiên chúng ta có hạnh phúc. Nó tùy theo cái cách nhìn của chúng ta. Tại sao còn nửa hũ gạo mà phải đau khổ? Cho nên chuyển cái nhìn của chúng ta lại là chúng ta thấy có hạnh phúc dư để cho chúng ta sống, dư để nuôi dưỡng chính chúng ta. Hãy nhìn những người sư em, những người sư anh, những người sư chị của mình, những cái người bạn tu với mình, và mình thấy rằng trong mỗi người đều có châu báu cả. Và nếu chúng ta biết tiếp xúc với những châu báu đó trong ta và trong ngoài người xung quanh ta, thì hạnh phúc của chúng ta mới dư sức rồi, mới dư để có hạnh phúc rồi. Còn nếu chúng ta không bằng lòng, nếu chúng ta khổ đau là tại chúng ta nhìn cái cách kia: trời ơi, hết nửa nửa hũ gạo rồi, trong khi còn nửa hũ gạo là còn hạnh phúc dài. Rồi cái hạnh phúc đó nó làm cho mình, làm cho hũ gạo đầy rất là dễ dàng. Còn nếu mà mình đau khổ thì nửa hũ gạo còn lại đâu còn giá trị gì đâu, có cũng như không. Khi một thiền sinh có hạt giống của sân hận quá nhiều, thì vị thiền sư sẽ dạy cái phương pháp quán chiếu, dạy phương pháp thở và dạy phương pháp đi thiền hành, dạy phương pháp quán chiếu nội tâm của mình và nội tâm của những người xung quanh mình. Ví dụ như thầy vừa mới nói về phương diện tăng thân, về phương diện chinh phục. Mình chinh phục để làm cái gì? Mình chinh phục tăng thân bằng cái sự tươi mát của mình, bằng cái tài năng của mình, bằng cái nụ cười của mình. Không có ai trong chúng ta mà không có tài năng,
Không có ai trong chúng ta mà không có khả năng nở được nụ cười. Không có ai trong chúng ta mà không có hạt giống của sự tươi mát. Thì chúng ta phải thực tập cái đó. Đó là vốn liếng chúng ta. Chúng ta phải sử dụng nó để chinh phục được cái tăng thân của chúng ta. Để xây dựng, chinh phục ở đây có nghĩa tốt, có nghĩa là xây dựng cái tăng thân của chúng ta. Và tăng thân của chúng ta trở nên cái nguồn nuôi dưỡng bất tuyệt cho lý tưởng ta, cho cuộc đời của chúng ta. Thì thiền sư sẽ dạy cho chúng ta thực tập và quán chiếu tứ vô lượng tâm, tức là từ, bi, hỷ và xả. Chúng ta đã học về từ bi hỷ xả rồi. Chúng ta biết rằng từ quán, bi quán, hỷ quán, xả quán là những cái phương tiện thực tập để chúng ta chiếu cái tia sáng vào trong cái khối u mê của chúng ta, để chúng ta làm cho cái khối u mê đó nó tan vỡ. Như là dùng một cái tia laser để mà làm tan đi một cái hoàng sản ở trong mật của chúng ta. Thì từ quán là cái tia sáng đó, bi quán là cái tia sáng đó, hỷ quán và xả quán là cái tia sáng đó. Khi chúng ta thở vào và chúng ta gọi tên một người mà chúng ta thương nhất, thì người đó có thể là chính chúng ta. Chúng ta rất cần tình thương. Chúng ta có những cái khổ đau, có những cái thao thức, có những cái lo lắng, có những cái buồn giận của chúng ta. Ta có thể gọi tên ta, hoặc là ta có thể gọi tên một người khác trong tăng thân. Khi mà gọi tên người đó, tôi gọi tên anh, tôi gọi tên em, một cách nhẹ nhàng, một cách thân ái, thì tự nhiên ta thấy được cái nhu yếu có hạnh phúc của người đó. Người đó cũng như ta, cần có sự thanh thản, cần có sự an lạc, cần có sự vững chãi. Chứ đâu phải chỉ có một mình ta mới cần cái sự an ổn, vững chãi và hạnh phúc. Mình gọi tên người đó, rồi khi thở ra mình mỉm cười với người đó, thì tự nhiên mình chuyển tới người đó một cái tâm niệm lành, một cái lời ước nguyện rằng người đó cũng có hạnh phúc, cũng có an lạc như là mình mong ước. Thì người nào trong tâm thân mà không muốn được như vậy? Cái người mình ghét nhất ở trong tâm thân, người đó cũng có nhu yếu, có hạnh phúc. Cái người gọi là khó thương nhất ở trong tâm thân, người đó cũng cần cái sự an lạc, cần cái sự thanh thản. Và mình gọi tên được người đó, mình mỉm cười được với người đó, thì mình thấy được cái nhu yếu của người đó. Tự nhiên tất cả những cái hiềm hận của mình đối với người đó nó tan rã, là mình đã chiếu được cái tia laser vào trong cái khối u minh của mình. Có câu đối: đánh tan tục niệm hồi chuông sớm, gõ vỡ trần tâm tiếng mõ trước. Chỉ cần một tiếng mõ thôi, gõ xuống là cái tâm niệm hận thù buồn bã của mình nó vỡ tan. Ở trên núi, trên chùa Thiên Trụ, nó có những cái con chim gõ mõ, nó gõ suốt ngày. Chúng ta cũng phải vậy. Chúng ta có một cái si tâm, một cái trần tâm, mà chính cái trần tâm, cái si tâm đó nó làm chúng ta buồn, phiền, giận dữ, ganh tị. Và chúng ta phải chiếu cái tia sáng của từ quán. Từ quán tức là cái ước nguyện muốn làm cho người kia có hạnh phúc. Cái người mà khó thương nhất, người đó rất cần hạnh phúc, cũng như mình vậy. Và khi mình gọi tên người đó, gọi tên như là gọi tên người yêu của mình, mình gọi tên người đó thầm lặng một lần, hai lần, ba lần, và mình thở, và mình gửi cái nụ cười của mình tới người đó, thì mình thấy được cái nhu yếu của người đó. Tự nhiên cái tình thương mình dâng tràn, và như vậy thì cái trần tâm của mình, tức là cái sự hiềm hận của mình đối với người đó, nó tan vào.
Tại vì sân tức là yêu quyền, sân tức là cái năng lượng nó muốn cho người kia khổ để cho bỏ ghét, tại vì người đó đã làm cho mình khổ, gọi là sân. Nhưng mà khi mình gọi được tên người đó, mình thấy được cái nhu yếu của người đó, mình thấy được những cái khổ đau, những khó khăn của người đó, thì tự nhiên cái tâm niệm muốn muốn trừng phạt, muốn làm cho người đó khổ, nó tan biến. Và tự nhiên từ bi nó như là một dòng suối ngọt, nó trào lên. Và nó trước hết nó thấm cái trái tim của mình, nó làm cho mát cái trái tim của mình. Và khi mình được giải thoát rồi, tự nhiên mình nở nụ cười, người kia có hạnh phúc, gõ vỡ trần tâm, tiếng mỏ trường. Và thiền sư sẽ dạy từng bước để người thiền sinh mà có khuynh hướng sân hận nhiều đó, có thể quán chiếu và có thể lấy cái nước từ bi trong cái từ tâm của mình để tưới lên trái tim và thân thể của mình. Và người đó thoát ra khỏi sự hiềm hận và có thể đem lại niềm vui, hạnh phúc, sự tươi mát cho những người xung quanh mình. Và người đó có thể xây dựng được cái tăng thân, cái xã hội, cái gia đình của chính mình. Và chúng ta thấy rằng tất cả những cái phiền não, tất cả những cái tâm sở thuộc loại phiền não, căn bản phiền não hay là tùy phiền não, tất cả đều dính líu tới một cái chất độc trong ba chất độc gọi là si. Hai cái chất độc tham và sân nó do cái chất độc si làm ra. Và không có phiền não nào mà không có cái yếu tố si ở trong đó. Do đó cho nên quán chiếu để làm vỡ cái si ra, tức là chúng ta thành tựu được tất cả những cái công đức ở trong cái sự nghiệp của đời tu học của chúng ta. Vậy thì để nhắc lại, tu là một nghệ thuật. Nếu chúng ta chưa thành công là tại vì chúng ta chưa phải là một nghệ sĩ đúng mức. Mỗi người phải tự nhận mình là một nghệ sĩ. Nghệ sĩ không cần phải mang theo cái đàn như là Bát Tư mới là nghệ sĩ. Không có cần phải vẽ như là Đăng Ca mới là nghệ sĩ. Nghệ sĩ là phải thực hiện cái nghệ thuật của mình trong sự tu học, trong mỗi cái bước chân, trong mỗi cái lời nói, trong mỗi cái nhìn, trong mỗi sự tiếp xúc. Và chúng ta biết rằng cái bản chất của sự hành nghề, tức là thực tập cái nghệ thuật của mình, là chánh niệm. Có chánh niệm thì chúng ta sẽ có khôn khéo, có tuệ giác. Mà có tuệ giác, có khôn khéo thì chúng ta có thể làm hạnh phúc cho ta và cho những người xung quanh ta.